Anh về Mũ Châu à? Ừ, về tìm con à, thì bác định mua con đi làm nhà ấy. Định mua hay định bán? Định bán. Định bán con trâu để làm nhà. Ờ. À, thế bây giờ hiện tại là gia đình cháu cũng có hai con, một con mẹ với lại một con nữa. Con là đi xem trâu đi. Ừ. Cháu đi xem trâu qua một tí các bác. Qua đây. Bán con mẹ hay là con nghé? Con mẹ nó cũng bán, nhưng mà bán tất cả đi. Đó. Nó được tiền sửa nhà chứ. À, ừ, tiền ít quá không đủ làm nhà được đâu. Đây cái con này lấy xem gần để nó gió được. Nắng chừng. Con nghé này được một gần một năm rồi đấy. Một năm rồi. Nó dần hết đấy. Thấy được không? Mà, cho tôi. Ê, bữa đây mà. Ê, hốt bà chứ. Ui, không được. Được không? Xin chào các bác. Xin chào các bác đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Thương TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang về nhà để xem lại cái công trình mà anh em thợ làm đến đâu rồi các bác. Đấy, và ngày hôm nay thì cháu đến đây thì thấy anh em thợ đã làm được cái phần đường rồi. Đó, đường thì bây giờ cái phần đất là đã được giải phóng và là một theo một cái lối đường đi vào nhà rồi. Đấy, tuy rằng thì ở cái phần dưới này là có một cái cống các bác ạ. Nên là chưa biết là phải xử lý như nào. Đấy, cống rãnh là đi theo đúng cái lối vết vết bánh xe này luôn này các bác. Đi theo cái bánh vết xe này thì chắc là cháu phải đổ là lấy sắt phải đổ. Không là ô tô là không chở vật liệu được vào trong nhà đâu. Nên là bắt buộc là phải đổ bằng sắt các bác ạ. Thế bây giờ là chỗ này là anh Dày là cũng có làm lâu phết rồi đấy. Làm được cách đây là cũng gần tuần rồi rồi. Cái phần này là cháu có đổ bê tông để chặn lại, để giữ đất đấy. Đấy, cái phần này là thành cái khung bê tông rồi. Đấy, đổ rất là dày. Để mà không đổ dày thì là ô tô nó vào trong này là nó sẽ dễ bị bở ra. Đấy, rất là khó để mà ấy, nên là cháu phải bắt buộc là đổ bằng bê tông. Đấy, tốn ở đây là bây giờ gần đi một xe cát này, một xe đá rồi và 40 bao xi rồi ấy. Đấy, bây giờ cái phần này là hôm nay đang chờ để lấy thêm vật liệu vào để giải quyết đổ bê tông trước. Đấy, đổ bê tông cái đường này xong là sẽ chờ là khi nào mà cứng, bê tông đủ cứng và đủ chắc chắn rồi thì xe sẽ cho vào trong ngôi nhà bên kia. Cái số điện thoại của, nhưng mà số bà không tìm được cái số đó. Số điện thoại ở trên màn hình ấy, 0862192188 ở trên màn hình ấy. Ở trên màn hình Facebook đấy á. Trên YouTube ấy. Trên YouTube à? Vâng. Là tên là gì? Minh Khương ạ. Minh Khương thuốc gia truyền gì? Vâng, Minh Khương thuốc đau xương khớp nhá. À, đau xương khớp. Vâng. Rồi, thế rồi. Cảm ơn. Rồi. Đấy. Dạ. Bà không thuốc của con đấy, nhưng mà hôm nay bà cho bà cái số điện thoại nhưng mà bà không biết đường tìm. À, lấy cái số điện thoại của con là gọi được cho con mà. Gọi được nhưng mà bà không lần được, bây giờ không có bé ở nhà không lần được thì cho bà kể cả đọc cho bà cái số đấy cho bà ghi bà thì phải. Vâng, rồi ạ, đây. 0862. Gọi từ đâu nhá. 0862. 0862. Từ từ, lấy bút đã. Để lấy bút đây nhá. Ôi, có gì để cháu nhắn điện thoại, nhắn tin cho nhá, cháu đang không có thời gian đâu. Không được ngay bây giờ mà, cháu... nhắn tin này mấy bà chứ không vào mấy bà đâu. Chỉ vào mấy bà thì hai bà khác ra lấy ra. Đây rồi. Đây, bao nhiêu, cái gì? 0862. 0862.
192 192 192 188. Rồi chỉ có số đấy thôi nhá. 8. Vâng vâng. 8. Rồi. Rồi ạ. Vâng 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 vâng. Rồi ạ. Cho hai bác ạ. Hôm nào bà này gửi thuốc thì cô này gửi lá mắt gan nhá. Vâng vâng vâng, bà lấy cả lá mắt gan với lại thuốc luôn đúng không? Thuốc xương khớp luôn à? Bà lấy bà đang uống thuốc khớp của cháu rồi nhưng mà bà hết mắt gan rồi. Thì hôm nào bà này có thuốc về thì bà này gửi vào bà điện lên thì này gửi vào cái của bà này mà thẻ. Bà uống bao lâu rồi? Xương khớp bà uống bao lâu rồi? Bà uống hai dạ? Bà uống hai liệu trình như thế. Hai liệu này mắt gan rồi. À. Bà đỡ nhiều chưa? Chú mất gan thì hôm nào mà thế là bà này điện lên thì bà gửi mất gan về với bà này một thẻ. Bà đỡ chưa? Bà đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Bà ngoài 70 rồi. Bảy mấy? Ngoài 70 là bảy mấy? Mấy hôm nọ bà mới bảo rằng là bà nhờ đổi chai mật cho của đấy nhưng mà bà miễn phí cho 100 thì không nghe đấy. Hôm nọ bà gọi điện thôi. À. Bà đông khoái cháu nó không uống cái bà thì lấy bằng giá mà bà Hà thôi thì là đổi cho bà về bà uống hôm nào bà lấy mất gan thẻ. Dạ rồi ạ. Khi nào bà lấy thì lấy luôn một thẻ bà. Uống được 2 tháng mà đã uống được một. Hôm nào mà bà này bãi có tiền thì bãi điện lên thì là gửi về cả vào cho bà một thẻ một hộp một thẻ. Vâng vâng. Vâng thế bà đó bác đấy uống được có 2 tháng mà đã gần khỏi rồi. Ôi ôi, bây giờ tiền nó hư khó nhưng bác vẫn còn thuốc mà. Vâng, vâng, uống hết rồi bảo cháu nhá. Bây giờ khỏi được 70-80% rồi, không đau sức như hồi xưa nữa. À, lần trước là đi khó ấy đúng không? À, bây giờ chỉ cháu đây, thầy thuốc đang ở đây này. Ờ, thầy biết rồi, lúc nào bà chả xem Minh Khương mà. Đây, thầy thuốc ông gì đây? Lấy em chăm, bây giờ bà lên đến nơi bà mừng cho con gà con. Bà biết ai không? Yeah, yeah, ông chửi thầy thuốc ngày nào bà chạy xem này. Ông gì ấy? Hôm nay lên nhà con. Vâng vâng. Ông gì thuốc uống nó đỡ đau nhiều nhưng mà ông nó còn trẻ quá bà già rồi. Cảm ơn bác nhé. Thằng Quyết trên nó ghế cái gì ấy? Dạ. Thằng Quyết đang ghế. Không. Thằng cầm điếc. À. Điếc trong nhà đó. Vâng. Thằng cầm điếc ấy. Đấy nhá, bạn đi làm đi. Dạ vâng vâng, cháu chào bác nhá. Vâng vâng vâng. Đấy, hôm nào cũng nhận được những cuộc gọi của các bác là uống thuốc của ông là khỏi bệnh ấy. Hôm nay ông lại mang lên cho cháu bán hộ đúng không? Vâng. Đấy, ông gì là hôm nay không quản ngại đường xá để lên đến tận nhà cháu. Thế hôm trước là ông là cũng đi từ cái kia lên là cũng xa đấy các bác. Ông đến đây lâu chưa? Đến lâu rồi. Đến bao lâu rồi? 8-9 giờ đến đây. 8-9 giờ đã đến đây rồi à? Vâng. À. Gần 8 giờ. Cái này giải cái gì đây? Giải cái này để cho ông nước à? Phát vâng. À? Vâng. Hay cái cung đường thì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì cũng đã xong được phần bên dưới rồi. Còn đang vướng là đổ thêm bê tông các bác. Bây giờ không đổ bê tông là chắc chắn là sẽ bị lún. Tại vì ở dưới này là có một cái rãnh. Vâng. Rãnh thoát nước của làng từ trên kia xuống. Đây. 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 Đây là bạn cầm điếc. Lâu lắm rồi không có xuất hiện ở trên kênh của các anh em rồi. Tại vì là bạn ấy cũng về quê rồi. Đấy cũng nhà cũng ở dưới kia thôi, cũng gần nhà cháu thôi cô bác. Đợt này về nhà là trông có vẻ là gầy hơn nhiều này. Trông rất là lanh lợi nhưng mà không được may mắn như các bạn khác là không nghe được này, không nói được. Bố đi đâu rồi? Hả? Bố đi đâu rồi? Hả? Bố đi đâu rồi? Đây, đây số mấy? Số 1. Đây số mấy? Hả? 2. Rất là đẹp trai nhưng mà không được mỗi người một số phận rồi các bác. Nên bây giờ thì cháu sẽ vào nhà để dặn anh em thợ một chút. Để tiếp tục là lúc cháu đi vắng là sẽ có đi lên nhà đi không? Lên nhà vâng. Nước đi. Đây cái phần mà cháu nói là cái công rãnh này này. Cái công rãnh mà thoát nước là đổ từ trên kia xuống.
cái này là nhà nước làm nên là nếu như mà mình đổ qua mặt trên là có phải giải sắt, không giải sắt là đến cái lúc mà nó bị sập xuống là khó giải quyết đấy, để khó để mà xử lý các thứ, chắc chắn là nó sẽ lún nếu mà chở vật liệu nặng ấy. Thế là cháu phải đổ bê tông trước để cho nó cứng, xong chảy thẳng từ bên kia sang. Đó. Thì chắc chắn là phải đợi khi nào mà bê tông cứng thì ô tô mới vào được. Thì hôm nay thì có bên móng làm đến đâu rồi anh? Móng á? Ừ. Làm được mấy ô kia thôi. À, được mấy ô kia. Hôm qua ô kia thì làm cái đường ấy. À, mấy hôm thì vừa rồi là làm hết đường thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế bây giờ cứ giải quyết đường xong rồi đổ bê tông cho nó cứng đã. Sau là mình ra đây mình làm thì mình không bị nhớ việc. Thế bây giờ là mình đổ bê tông xong là mình ra đây mình đào, khi mà đào xong và mình lắp sát xong là lúc đấy là có thể là vật liệu vào tận nhà được rồi. Thế cái phần kia là tí em sẽ bảo anh tăng thêm lực. Cái phần kia là hơi yếu. Cái cột phía bên này này. Đấy, chào chị nhá. Chào mẹ. Đấy, cái phần này anh ạ, cái phần này là các bác là có dặn với em là cái này phải đào rộng ra. Đấy, đào rộng xung quanh này. Đào khoảng tầm độ 1-2 đấy. Đào sâu xuống, đào hố to luôn. Khi mà đào là mình phải chống máy thanh dâm này. Chống lên bắt đầu đào. Đào là khi nào gặp đất cứng ở dưới ấy, cái phần đất mượn ngày trước mà nó bị ấy, xong là mình sẽ đập bớt cái này ra. Xong là lấy sắt. Cái này phải không phải đục mà, cái này đục ra đi. Ừ, đục ra để nhìn thấy phần sắt, xong là lấy cái sắt kia kìa. Sắt kia cắt xong là cắm vào để tăng bo cái cột này thôi. Mấy cột này nó đang yếu ấy. Để đổ bê tông vào cho nó rằng, nó cho nó ăn chắc vào đây. Hôm qua là em cũng có nhờ được một anh kỹ thuật ở dưới Hà Nội xem qua rồi, thì bảo là bây giờ chỉ bằng cách là đào này, đào rộng ra. Đào rộng ra để cho nó gặp cái phần đất cứng ở dưới. Đất thịt đấy, phải đất mượn. Đấy, còn cái phần cái gì nhỉ? Anh có dặn gì nhỉ? Anh bảo là bây giờ nếu như mà có cột ép bê tông ấy thì là cắm nó xuống. Nhưng mà bây giờ ở đây thì làm gì có ai làm cột ép bê tông đâu. Không có ai để mà làm ấy, nên là có thể là đào rộng ra. Đào rộng từ đây ra để đào sâu xuống. Để mình chôn, có nghĩa là mình sẽ chôn hết cả cái bê tông này và mình tăng thêm cái phân sắt. Đấy. Mấy hôm nay là đường là chưa làm xong ấy, thì là mình sẽ làm cái này trước. Mình đào hết đi. Nếu mà đào chừa vật liệu thì đào cái này trước. Đào hết cái này đi. Đào hết trước và đào xung quanh bên kia để tới nữa còn đổ mái trên kia nữa. Đấy. Nhà cháu bây giờ hỏng hết rồi không? Đấy, bị nứt hết đấy. Đây. Trước là cái này bị nứt hết là cháu phá ra đấy. Vâng. Kiểu nó đất đây nó lún xuống đấy nhỉ? Đất này yếu không ạ? Đất này là đất mượn đấy. Nó yếu xuống. Nó mượn phải một góc nhỏ, với cả là ngày trước ấy mẹ để một cái ao ở đây. Ao để cho con Nga nó chơi. Cháu bảo không làm rồi, mẹ cứ bảo làm xong là bây giờ nó bị yếu cái phần đất này đi này. Vâng. Thành ra bị ảnh hưởng đến cái ngôi nhà. Cái này mai phải tháo ra hết sạch nữa nha mẹ nha. Không để như này đâu, để như này là bây giờ đang làm nữa là nó không chắc đâu. Thì như là cái phần đất này nó nứt kiểu gì ấy, đúng không? Hay là nó cứng quá bị? Cái này đào đợt trước đào nó bị không? Phần đất này nó sao nó bị nứt kiểu này này? Không hiểu sao nó nứt hẳn một vệt đây này. Đây nữa này. Cái này là do là phần đất nó cứng nó bị thôi. Cháu nghĩ là thế. À. Một cái này phải đào sâu xuống nữa. Đào sâu thêm một tí nữa. Nghĩa là bây giờ quan trọng nhất là cái cột này thôi. À. Quan trọng nhất là cái cột này này. Cái cột này nó đang yếu là một cái cột này này. Mình đào khuyết rộng ra.
để gặp phần thịt, xong rồi mình có thể là đổ mấy khối bê tông vào đấy cho nó bằng cái mặt này, bắt đầu là mình sẽ ghép dầm lên là nó sẽ chắc. Thế mà mấy ô này là đổ bằng bê tông hết à? À không, cái này thôi. Có nghĩa là mình đào rộng lên này, đào rộng khoảng là mét, mét hai để đào sâu xuống. Thì mình đổ cái này lên để tăng bo cái cột đấy mà. Để cắm sắt thêm, cắm thêm cái sắt này này vào. Sắt sắt này vào dựng ở bên này để cho nó có nghĩa là giữ thêm cái phần phần rộng của nó ra để nó đứng nó chắc ấy. Thế còn cái này thì không cần đâu, cái này không cần đâu. Cái này thì móng đá lên và chạy răng sắt thôi. Mỗi cái cột kia thôi. Mỗi cái cột này thôi. Mỗi cái cột này là nó đang bị yếu, cái cột này thôi. Làm để làm cho nó ở lâu dài ấy. Nhà cháu là không làm kiểu móng đá như của ông ngày trước ấy. Thành ra nó không có răng nhau. Cột nào là nó tự cột đấy nó đứng lên ấy. Vâng. Đấy. Trước mắt là cứ thế thôi. Nếu mà lúc nào mà em không có ở nhà ấy thì cứ đào hết cái xung quanh này đi. Vâng. Xung quanh đào hết móng đó để mai buổi chiều nay là khả năng phải làm cái này. Và mai vật liệu là sáng mai vật liệu vào sớm. Có nghĩa là bây giờ đang ở trên Bắc Hà là trở vào đây là tối. Tối là không có xuống được, muộn ấy. Sau ngày mai là bắt đầu xe đến đây thì sáng rồi. Nghỉ uống nước đã. Vừa rồi thì vừa ăn cơm xong thì có bố ở đây rồi cô bác. Cái gì là hôm vừa rồi là nhà bảo là không bán đất à? Vâng. Bán đất để mua trâu à? Có ai mua chưa? Chưa. Chưa có tiền. Họ chưa có tiền á? Vâng. Bao giờ người ta mới có tiền? Không biết được. Không biết được à? Bán đất để làm gì? Thì bán đi em mua trâu. À, mua trâu. Ý là gia đình là muốn bán con bán đất để mua trâu. Bây giờ anh về mua trâu à? Về tìm con thế nào? Bác định mua con đi làm nhà ấy. Định mua hay định bán? Định bán. Định bán con trâu để làm nhà á? Ờ. Thế bây giờ hiện tại là gia đình cháu cũng có hai con. Một con mẹ với lại một con nữa. Con là đi xem trâu đi. Ừ. Cháu đi xem trâu qua một tí cô bác. Vô đây. Bán con mẹ hay là con nghé? Con mẹ nó cũng bán, nhưng mà bán tất cả đi. Cũng được tiền từ nhà chứ. Cũng được tiền ít quá không đủ làm nhà được đâu. Đây thì con này mình lại xem gần để nó nhìn rõ được. Nắn chừng. Con nghé nghe được một gần một năm rồi đấy. Một năm rồi. Nướng dần đấy. Không dậy luôn. Không dậy luôn. Hiền nhé. Bây giờ tài sản gia đình của cháu là có hai con trâu. Tháng rồi con này. Tháng rồi à bố? Ừ. Bố muốn bán cả hai con luôn à? Ừ. Bán để cho con góp tiền vào làm nhà á? Vâng. Bây giờ là theo xem bây giờ nếu như mà người ta ông định tìm một con trâu khoảng bao nhiêu tiền? Tìm thì tìm là khoảng tầm 3 triệu thì nó bán được rất là hỏi đấy cũng là không có tiền được. Đất của nhà ông thì người ta giả bao nhiêu tiền rồi? Nó giả 30. Giả 30 triệu á? Vâng, giả 30 thì nó bảo con của nó đang đi làm thuê nó quay về đó. Về. Thế là chờ con đi làm thuê về mới có tiền đúng không? Vâng. Thế bây giờ ông xem. Đấy bố mẹ thì trâu này thì đứa đầu tiên. Vâng. Thế bây giờ đẻ con nghé này trông rất là đẹp. Vâng. Định cháu chỉ có hai con này thôi. Bây giờ bố cũng có ý định là muốn bán để lấy tiền để góp tiền cho cháu để sửa nhà. Vâng. Bây giờ thì cháu cũng tiền ít quá, cháu cũng không có đủ để mà sửa hết ấy. Cháu còn tính đổ mái với này làm mái tôn nữa. Bây giờ trâu thì có hai con như này thôi. Con này nếu mà cho nhà ông nuôi thì
hợp lý quá nhỉ. Vâng, con này cũng biến dưới có quả nhiều thì chắc là đéo hơn một tí. Vâng, cái kia là nhiều cỏ. Vâng. Bố muốn bán cả hai con khoảng bao nhiêu tiền bố? Biết lấy bao nhiêu được à? Không biết lấy bao nhiêu à? Ờ. Bây giờ trâu cũng rẻ thôi, cũng không đắt lắm. Cả hai mẹ con thì nó rơi vào tầm mấy chục thôi. Thế thì cháu cũng mong muốn là sẽ bán lại con trâu để cho bố mẹ đỡ vất vả. Đấy, bây giờ bố mẹ ở nhà làm cũng vất vả, với cả là trâu lên cỏ các thứ vất vả lắm. Để ông xem nếu như là muốn thì sẽ bán lại cho ông khi ông có tiền, nếu mà không đủ thì cho nợ. Nợ nhưng mà các bác thì nó vẫn cũng biết cân rồi, nó bán trâu thì không biết lắm. Bây giờ trâu thì biết cơ biểu ấy thì về nhà chú về nhà xem nào, cái gì còn lên hỏi xem nào. Và vì có làm nhanh không, có gửi được nhanh vậy không? Trâu thì đi làm thì bây giờ trâu thì để mà bán thì thực sự là cũng rất là tiếc, tại vì là bố mẹ là rất là thích con trâu rồi. Bác của cháu ở dưới kia cũng mong muốn là tài sản của bố mẹ là không muốn là bố mẹ bán. Thì cái này thì cháu cũng chưa biết thế nào, tại vì là cháu cũng cần tiền để sửa sang lại nhà cửa ấy. Để xem thế nào, nếu như mà ông cứ đi hỏi xem người ta, nếu mà người ta mua đất, bán đất thì bán được tiền thì ông cứ bán thôi. Vâng. Bán xem, nếu mà mua một con trâu thì nếu mà bác cháu không cho bán hai con trâu này thì có thể là tìm chỗ khác. Vâng. Thế bây giờ thì nhà cửa có rồi, có mong muốn là có một con trâu để nuôi. Vâng. Hai con thì cả hai con này cũng sau này cũng là mẹ. Vâng. Không phải con đực mà con cái. Nhà thì nuôi hai con trâu rất là hiền thôi. Vâng. Ngày trước là con này cũng thuần được rồi, đi cày được rồi, đi cày được rồi. Bây giờ cái tình hình ông là ông ưng đúng không? Vâng. Thì cháu bàn bạc về này bố mẹ xem thế nào. Vâng. Còn bây giờ thì tôi cứ vào nhà đi, vào nhà để xem. Hôm nay là ông cũng từ dưới kia đến này để giúp, và mong muốn là đến đây để xem con trâu. Trước thì cháu cũng có nói với cả ông rồi, bảo thế nhưng mà mua trâu ấy thì bố cũng có bảo là bán trâu ấy, thì cho ông lên đây thử xem là ông có ưng không. Vâng. Và nếu như mà bố mẹ cháu không bán thì bác không cho bán thì có thể là tìm một con tương đối gần giống nhau cũng được, con nào mà thuần được rồi nhỉ. Vâng. Đấy, mang về để cày cấy. Cày thì bây giờ có thể là có mấy cày rồi thì chỗ nào không cày được lấy không cày. Dùng thì nó có nhiều lời, lời nó dùng bé quá, nó dùng thang, và máy nó không vào được. Và dùng thường thì nó lấy mặt con. Đấy. Để cả phân nó. Nghĩa là muốn là nuôi để lấy phân, là lấy sức kéo. Cháu thì cháu cũng nói rồi, cháu nhà đi nuôi rất là lâu rồi. Trước này có một con này thì cũng nuôi được lâu phết đấy, giờ nó mới đẻ con kia được 8 tháng. Bây giờ nếu như mà bán mất con mẹ thì con kia là không có mẹ. Vâng. Để con ghé kia đi phải đi cả đôi rồi. Vâng, thì nó hơi chăm khó. Vâng, chăm khó lắm, con bé kia chăm khó lắm. Bây giờ cháu ở nhà bố mẹ cũng già rồi, không muốn là cho bố mẹ để nuôi. Mẹ nuôi vất vả lắm, suốt ngày phải đi lấy cỏ, mưa gió các thứ ở đây cỏ rất là hiếm. Nhà ông thì cỏ nhiều nhỉ? Vâng. Những cỏ nhiều. Vâng. Thế bên này thì anh em thợ lại tiếp tục là đào móng lại các bác. Bây giờ là vật liệu chưa vào được, đào hết móng trước. Này cứng lắm anh nhỉ? Nhưng bê tông này là ngày trước là từ cái ngôi nhà sàn gỗ xưa này. Dựng lên xong mới đổ cái nền nhà sàn đấy. Thành ra là bây giờ là
nước phải đục hết. Nhưng mà lát nền ở dưới này là phải đục hết. Đây là có cả hai anh em, hai đứa Thang Huy cũng đến chơi. Cổ chích đầy luôn. Bạn này rất là đơn, rất là đanh lợi nhưng mà biết nói thôi, quát. Là cháu sẽ chạy pháp lại để làm cái tường lên. Đấy, đằng sau này thì cháu nghĩ là chỉ có cần xây tường 10 thôi. Còn tường 20 thì cái phòng ngủ bên kia là xây tường 20 phía đằng trước cho nó chắc chắn hơn. Nhanh lên. Hả? Nhanh lên, đẩy được bao nhiêu xe rồi? Huy học lớp mấy rồi Huy? Học lớp 3. Anh Khang học lớp mấy rồi? Lớp 4 à? Anh Khang học được chữ gì chưa? Có biết viết chưa? Anh Khang chưa biết viết à? Học lớp 4 rồi chưa biết viết đâu. Khang biết viết chưa? Hả? Biết viết chưa? Đây, lấy cái này viết xem nào, đây. Ngày nào cứ mà nên nó không giờ à. Lười học lắm ấy, lười học. Làm việc thì rất là giỏi luôn. Đấy, người rất là nhỏ tuổi thôi. Đấy, cháu với cả Khang này là cùng làm với nhau ấy. Hay sang đây chơi nhiều. Cho thêm hả? Ồ, vẫn chưa đi. Đi được không? Mà, cho tôi. Đi, bởi đây mà. Eo bà chứ. Ui, không được. Được không? Không được đâu. Không cho nó làm đâu, tí nó ngã đấy. Nay hót ọc trong hiến còn chưa à? Thảo ở đây còn lá cả. Thế thảo toàn chơi vô lên. Nát này thảo. Đấy, cứ hót trong con này đã, chứ còn chờ hai cái xe rùa kia đẩy thì có mà bao giờ mới xong. Đến lúc nào mà xe rùa mà rảnh thì là ra đây hót. Để đâu? Phần này thì toàn bộ là đất thịt hết. Thank you.
Đây, mong cứ cắm cả nha. À, li bài u thần có phải mi gì đâu, bài u hạt à? Ừ, bài u, cái lại. Thứ bảy, sáu cái chiếu đó. Nó giang bóng thì trước là đổ cái khung này. Chôn nguyên cột xuống cũng khá là sâu ấy. Phần này bây giờ mà đổ mái thì khó kiếm cây trống lắm ấy. Ván thì có rồi, đấy cái ván kia, tận dụng cái ván kia để mà đổ luôn. Vẫn là chỉ ẩu cốt pha mấy. Hả? Chỉ ẩu cốt pha bố. Ẩu chứ. Ẩu cốt trống. Ván nào cái này à? Ủa cái này à? Này ẩu chưa? Hết cái ẩu này mau mi bố. Hả? Mấy à? Bố ẩu bán chỉ lại tiết cấm. Lại bao nào, nhanh lên. Đi ra. Hót cái này này. Này, lấy cái kia hót vào này. Đấy, để xe ở đây hót vào. Ông ma thuốc đến đây ông đóng chưa? Đóng gói chưa? Hả? Đóng mặt được một tí. Đóng một tí à? Vâng. À. Cả túi này luôn à? Vâng. Hôm nay không vác lên nhà đi. Ừ. Cái thuốc của ông ấy. Mang về nhà đi nhỉ? Ừ. Mang về nhà xem mà đóng xem được bao nhiêu thì cháu mang đi xuống có bài luôn. Ừ. Thì gửi cho các bác, tại vì là đợt này ông cũng hiếm thuốc ấy, nên là sẽ mang lên trên nhà để đóng lại xem là được bao nhiêu cân đấy các bác. Mang lên trên nhà để đợi ông. Ông đang đi dự trận. Nó bỏ khỉ à? À, bây giờ cái chỗ này mà cháu đập ra là thoáng rồi cô bác ạ. Trời ơi, quét đây, phơi thuốc ở đây quá là hợp lý luôn đấy. Được vậy á. Này phơi thuốc thì sướng lắm.